Sáng 7 tháng 7, Bộ Y tế ban hành công văn hỏa tốc về việc tiếp nhận đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. Công văn nêu rõ, hiện nay tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, thậm chí còn tiếp tục lây lan nhanh sang một số địa phương lân cận. Do đó, các địa phương cần sớm có giải pháp hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để kịp thời kiềm chế, đẩy lùi và kiểm soát tình hình. Trước thực tế trên, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp nhận người về từ Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện những quy định. Tất cả những người từ Thành phố Hồ Chí Minh về, trừ các trường hợp là người đi qua Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không dừng đổ, được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với các trường hợp bệnh phải cách ly y tế tại nhà 7 ngày kể từ ngày về địa phương, đồng thời tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Những người này phải thực hiện xét nghiệm 3 lần trong ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà. Yêu cầu những người đi về từ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, không tham gia tập trung đông người. Đặc biệt, nếu trường hợp nào đó có dấu hiệu ho, sốt, đau họng, khó thở hoặc mất vị giác thì phải báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định. Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi thống nhất với các tỉnh thành phố trước khi đưa người từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh thành phố khác, đồng thời bố trí phương tiện vận chuyển đảm bảo yêu cầu phòng chống COVID-19. Riêng đối với người chở hàng hóa ra vào Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch trong vận chuyển hàng hóa theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến 6 giờ sáng nay, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 7.655 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ tư này. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.